Chương trình này được bảo trợ bởi sự lựa chọn khôn khéo cho Medicare Advantage, Clever Care Health Plan. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị phần 2 của Cà Phê Sáng, và hồi nãy trong phần 1 là tin tức liên quan đến Facebook, và tin tức quan trọng thứ nhì ngày hôm qua là gì hả Ngọc Lan? Sau mưa đến Powerball. Sau mưa tới Powerball. Mình đã mất cơ hội trở thành triệu phú rồi anh Thủy. Nhưng mà một cái điều rất là mừng đó là một vé duy nhất trúng độc đắc đã được bán ngay tại tiểu bang California. Yeah. Một vé thôi, nhưng mà một vé đó một người mua hay là 100 người hùng tiền lại mua thì cái chuyện đó mình chưa có biết. Tôi nghĩ một người. Yeah. Cái lý do tại sao anh Thụy nghĩ là một người thì anh Thụy sẽ giải thích. Yeah. Nhưng mà Ngọc Lan cảm thấy là quá ganh tị với cái vé trúng này, bởi vì gần 700 triệu. Gần 700 triệu nếu như quý vị lãnh trong vòng 29 năm, lãnh từ từ. Cái đó là trước khi trừ thuế. Còn nếu như ôm gọn một cục tiền luôn đó, một cục thì luôn là 496 triệu trước thuế. 496 triệu lấy một lần luôn. Một lần một, nhưng mà phải trừ thuế và lấy một lần. Nhưng mà người ta thống kê cho thấy đó, từ hồi xưa giờ những người trúng số giải độc đắc này hiếm người nào lãnh 30 năm lắm. 29, 30 năm hiếm lắm. Toàn là ôm trọn một lần một. Ai mà sống tới đó được, không biết chuyện gì xảy ra ngày mai. Cho nên cứ ôm trước đi, xài cái đã. Ngoài ra đó có 5 vé mà trúng 1 triệu, tức là những người này em Ngọc Lan nghĩ chắc tức lắm á, tại vì trúng 5 số trừ số mega là không có, thì được bán không phải ở tiểu bang Cali. Nếu quý vị muốn những ai mà trúng được cái khoản đó đó thì có những cái tin tức để giúp cho quý vị né thuế. Và đây là một trong những cái hồ sơ đã bị lộ, chúng tôi sẽ đề cập tới. Nhưng một tôi thấy là trời không có công bằng tí nào cả. Tại sao cái nơi bán đó là thành phố rất là đẹp? Chúng tôi nghĩ nếu quý vị đi về hướng Bắc California, quý vị sẽ qua cái thành phố này, chịu khó đi trên 101 á, quý vị rẽ trái để đi vào Morro Bay. Morro Bay, nơi cái bán tên tờ là vé thấy, số. Thấy đẹp là phải không? Cái vịnh Morro nổi tiếng là có cái cục đá nó nổi lên nữa thưa quý vị. Tôi đang đến đây rồi và đậu xe lại để đứng mà cái cát ở ngoài biển nó thoai thoải ra ngoài đó, rất là đẹp. Thì quý vị nghĩ xem nhá, giá nhà ở đây như thế nào. Cho nên tôi nghĩ một người chúng thôi chứ không thể nhiều người được. Đa phần cư dân ở đây đó họ sống trong những cái căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, một phòng tắm, rất nhiều thưa quý vị. Cái điểm đáng chú ý đó, những ngôi nhà lẽ đương nhiên đồ sộ có nhưng mà nó rất ít, phần lớn là bởi vì cái khu vực nó không có bao nhiêu dân cả. Cho nên khi quý vị đến đây quý vị thấy giống như một cái làng nho nhỏ đó, giống như làng đánh cá đó, nó dễ thương vô cùng. Và mình cũng tò mò bởi vì mình thấy có một vé trúng ở đây thôi mà lại là một người phải có tiền lắm. Giá nhà ở California mà, thì chúng tôi mới méo mó. Còn giống như Ngọc Lan vậy đó, mỗi ngày Ngọc Lan bỏ ra bao nhiêu tiếng đồng hồ để xem nhà. Thì tôi cũng thế, mỗi khi có khu vực nào mình thắc mắc, như quý vị nhìn thấy không, đó cũng có hình ảnh họ phô trương đó. Phần lớn đó là những cái căn nhà một phòng ngủ, một phòng tắm không à. Thì mình cứ cho sơ sơ đi, một phòng ngủ, một phòng tắm, 1.200 square feet, 675.000. Cái kiểu nhà ở đây rất đặc biệt, và đây là những cái kiểu nhà mới đó thưa quý vị. Họ chỉ làm một phòng ngủ, một phòng tắm nhỏ thôi. Bởi vì họ chỉ bán cho một người hoặc là hai người ở. Không có ai mua cái nhà này để cho cái gia đình hết á. Và vì thế, phòng nhà khách và phòng bếp, nhà bếp và phòng khách rất là lớn, rất là bự để có thể hướng nhìn ra ngoài biển được. Mà nếu quý vị nhìn thấy cái khu vực đó thì đa phần đều hướng về cái vùng vịnh của Morro Bay cả. Cho nên họ sống ở đây cũng
mua vé cho cho vui hả? Cho vui thôi. Giống như ngày hôm qua chúng tôi mua vé cho cả đài Đức Sài Gòn TV. Và may mắn vô cùng chúng ta trúng được bao nhiêu? 4 đồng. Sau khi gom tiền cả đài để mua vé số thì mình trúng được một số mega. 4 đồng. Nhưng mà như anh Thủy đang nói về về chuyện giá nhà đó quý vị. Yeah. Thì trong thời gian qua đó nhiều người bắt đầu vào đại dịch thì khi mà nhiều người nói ok mua nhà thì người ta nói ô chờ đi, dịch này nhà nó sẽ xuống thê thảm, nhưng mà không ngờ nó lên. Nó lên rồi các mọi người kêu chờ từ năm 2020 qua năm 2021. Yeah, và bây giờ đi. Bây giờ coi cái bản tin sáng nay Ngọc Lan thấy tin liên quan đến thị trường nhà ở California. Yeah. Trong 12 tháng tới sẽ không có xoay chuyển gì hết. Tức là dự cái dự báo 12 tháng tới giá nhà vẫn không có nhúc nhích, không có xuống nha. Cho nên á, ai mà đã dự trù mua nhà đó thì hãy nghĩ đến chuyện mua nhà. Chứ nếu mà cứ chờ chờ thì tiền á, mỗi ngày nó mất giá. Nhà thì nó lên. Mà thống kê ở đây phát nữa. Và người ta tính coi trong cái tháng 8 vừa rồi đó, với cái số lượng nhà bán ra nó vẫn giá nó vẫn tăng hơn tới hơn gần 11% tiền cái không giá nhà tăng so với năm ngoái. Rồi 67% trong số những căn nhà bán ra đó là được giá nó được kêu lên cao hơn là 67%. Còn cái phần còn lại lý do tại sao không có được trả cao hơn mà chỉ bằng với giá bán thì có thể là tùy theo cái nhà đó ở một cái vị trí nó không có được tốt hoặc là nó có vấn đề gì đó. Nhưng mà cái giá nhà trung bình á, giá nhà trung bình mà người ta thống kê được trong tháng 8 á, ở quận Cam đó phải không? Ở tiểu bang Cali. Ở tiểu bang Cali luôn. Là 827.940 đồng. Thì cũng ở quận Cam cũng đó. Tương đương đến như thế. Ở đây á, người ta có cho mình một cái bảng để mình biết rằng là trong tháng 8 vừa rồi á, thì ở cái vùng mà Southern California, miền Nam Cali đó, giá nhà tăng hơn so với hồi năm ngoái là 18.8%. Giá nhà trung bình ở trên toàn vùng Nam Cali anh Thủy 760.000. Cái giá nhà ở vùng mà San Francisco Bay Area tăng 18.4%, giá nhà trung bình là 1.265.000. Còn ở Morro Bay thì sao? Just kidding. Ở đây không có. Dạ, yeah, mà Ngọc Lan thấy ở nhà Cali á, cái vùng mà cái giá nhà mà thấp nhất á, nó cũng tăng hơn hồi trước á, 19.1% là vùng Far North. Là ở đâu anh Thủy? 387.000. Ở vùng phía Bắc nào? Cạnh Bắc luôn. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Đó là thấp nhất đó. Realtor.com, một lần nữa chúng tôi đang, tôi thích cái khu vực Morro Bay lắm. Vào đó rất rất là thích thưa quý vị. Thì quý vị nhìn thấy đây là những cái con condo nhỏ xíu à. Nhưng mà cũng rộng đó chứ, tính ra đó, Ngọc Lan để ý cái chuyện này mắc cười lắm nha. Lần đầu tiên chúng tôi thấy đó, cái miếng đất đó nó có 1.020 square feet thôi, nhưng mà cái nhà nó 1.200. Cái miếng đất là 1.020, nhưng mà cái nhà là 1.200. Xây lầu lên. Tức là xây lầu lên và đồng thời nó lòi ra ngoài luôn. Chiếm không gian, chiếm đất ở chiếm, trên không gian. Chiếm không gian ở trên, và đây là kiểu nhà mới quý vị thấy không, cho nên giá rất là rẻ, Ngọc Lan có 680 mà. Rẻ ghê. Có một phòng thôi. Mà bây giờ đúng là cái thị trường nhà chưa bao giờ nó kinh khủng như vậy. Yeah. Không chỉ nhà mắc mà không thể tưởng tượng được có lúc mà mobile home anh thì mà bây giờ giá cũng trên cả 100.000 là đối với lại những căn cũ. Lên coi ở quanh khu vực Lido Sài Gòn này quý vị, giá nhà mobile home mình thấy cái giá khoảng chừng 150.000 chối với tiền đất 1.700 đến 2.000 đô la. Cái gì? Tiền đất thôi đó, chưa tính tiền nhà. Cho nên cái giá nhà thì rất rẻ, 100 mấy thôi. Trời ơi, mobile home 100 mấy mà anh Thủy kêu rẻ, Ngọc Lan chịu thua luôn. Vậy đó hả? Quá cao. Thêm một điểm nữa, trước đó cũng trong tuần rồi, ngày hôm thứ năm thứ sáu chúng tôi còn nhớ, trong Thời sự Thế giới chúng tôi có đề cập đến tiên đoán của các chuyên gia, trong đó các kinh tế gia của trường đại học Harvard và Yale nữa. Thì họ nói khuyên hướng giá nhà đó, cái thị trường địa ốc có khả năng đi xuống. Cho nên họ đưa ra lời khuyên nếu quý vị chờ được thì ráng chờ cho một tương lai. Nhưng mà họ nói trung bình trên nước Mỹ thôi. Chứ họ không nói đến những khu vực hot như ở California này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.